đảo xa mong sóng về nơi đồi cáo bay mây trắng một vòng tay nối trọn Việt Nam bao la đất trời quê hương xanh ngời à. ai đang quyên tiền để kiện Phóc Mô Sa? ngày 11 tháng 6 năm 2019 một số tổ chức chống đối đã cùng tiến hành kiện tập đoàn Phóc Mô Sa về vụ xả thải gây ô nhiễm môi trường ở bờ biển miền Trung Việt Nam năm 2016 Tuy nhiên, khi làm truyền thông về những hoạt động này, họ không chỉ hướng đến trách nhiệm của Phóc Mô Sa và quyền lợi của các nạn nhân, mà còn tận dụng mà còn tận dụng chủ đề để công kích nhà nước kéo dài dư luận về được biểu tình cách mạng cá. Cụ thể, cuối tháng 4 năm 2019, một số tờ báo chính thống đã đăng tải một công văn của Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết cơ quan này bày tỏ lo ngại về lượng chất thải tồn dư Chất thải chưa được đánh giá đầy đủ của nhà máy thép Phốc Mosa Tận dụng thông tin vừa nêu, từ đầu tháng 5, dư luận phi chính thống bắt đầu quay lại khai thác chủ đề Phocmosa xả thải, gây ô nhiễm. Giữa tháng 5, tổ chức mang tên Công lý cho nạn nhân Phốc Mosa viết tắt là ZFFV bắt đầu phát động một đợt chuyên truyền, bắt đầu phát động một đợt quyên tiền trên mạng xã hội để gây quỹ cho việc kiện Phốc Mosa GFFV nộp đơn khiếu nại về vụ CFSV nộp đơn khiếu nại về vụ việc lên Ủy ban Nhân quyền Liên hiệp quốc vào ngày 30 tháng 5 và nộp đơn đến văn phòng công tố quận Đài Bắc, Đài Loan để kiện 24 đối tượng xoay quanh tập đoàn Fox vào ngày 11 tháng 6. <laughs> Trong đơn kiện, CFFV cáo buộc rằng sau khi nhà máy thép Fox xả thải gây ô nhiễm biển hồi năm 2016, 24 đối tượng vừa nêu đã không làm tròn trách nhiệm bồi thường cho các nạn nhân, khôi phục môi trường biển và trả lại sinh kế cho cư dân ven biển. CFFV đòi Phóc Mô ra bồi thường 4 triệu đô la cho 51 nạn nhân đã hoàn tất hồ sơ nộp tòa, khôi phục môi trường biển ở địa phương và minh mạch hóa thông tin về hoạt động xả thải, về hiện trạng ô nhiễm. CFFV khoe rằng, ngoài 51 nạn nhân vừa kể, Họ còn đại diện cho hơn 7.800 nạn nhân khác đã ghi danh tham gia vụ kiện, nhưng đang chờ bổ túc hồ sơ. Ngoài ra, khi đâm đơn kiện ở Đài Loan, họ còn được hội... họ còn được trợ giúp bởi Văn phòng Trợ giúp Công dân, Di dân Việt Nam và 4 NGO Đài Loan hoạt động trong lĩnh vực nhân quyền hoặc bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, bên dưới vỏ bọc bảo vệ môi trường này, nhân sự thật của GFFV đến từ ba nhóm chống đối. Nhóm thứ nhất là Hội Bảo tồn Lịch sử Văn hóa Người Mỹ gốc Việt, viết tắt là VAHF. Cụ thể, Giám đốc Liên lạc John Hòa Nguyễn và Chủ tịch Nancy Bùi của VAHF cũng lần lượt giữ chức hội trưởng và hội phó của GFFV. Nhóm thứ hai là Văn phòng trợ giúp công nhân di dân Việt Nam, thân Việt Tân, với đại diện là Linh Mục Nguyễn Văn Hùng, Nhóm thứ ba là các linh mục chống nhà nước ở hai giáo phận Hà Tĩnh và Vinh. Cụ thể, ngày 11 tháng 6 năm 2019, linh mục Hoàng Đức Oanh và một số linh mục khác tham gia đoàn nộp đơn biểu tình ở Đài Loan. Còn linh mục Nguyễn Đình Thục cho giáo dân căn biểu ngữ ở nhà thờ của giáo sứ Song Ngọc. Trước đây, nhóm linh mục này cũng đảm nhận việc vận động giáo dân ký vào đơn kiện. Trong tuần qua, Ba nhóm người vừa kể đã tiến hành tuyên truyền qua các đài nước ngoài phát sóng bằng tiếng Việt, các trang tin chống đối và các trang công giáo cực đoan. Họ chủ yếu truyền đi ba thông điệp. Trong thông điệp thứ nhất, họ phản bác tuyên bố của tập đoàn Phóc Mô Sa. Theo đó, Phóc Mô Sa đã bồi thường cho nhà nước Việt Nam 500 triệu đô la để ổn định cuộc sống của người dân trong khu vực. Họ bình luận rằng Lượng tiền bồi thường mà mỗi người dân nhận được quá thấp và môi trường biển vẫn chưa sạch lại như lúc đầu, khiến nhiều hộ dân chưa thể trở lại đánh cá hoặc kiếm kế sinh kế khác. Ngoài ra, họ tuyên bố rằng nhà nước Việt Nam không có tư cách đại diện cho các nạn nhân để đòi tiền bồi thường từ Pháp Mosa. Trong thông điệp thứ hai, họ tận dụng việc họ tận dụng vụ việc để công kích nhà nước Việt Nam. Chẳng hạn, Trần Hoàng Nghĩa nói với BBC rằng nhà nước Việt Nam đã chặn và cắt, đã chặn và bác hồ sơ khi dân địa phương kiện Phóc khiến dân phải sang nước khác kiện. Khi đăng ảnh biểu tình lên Facebook cá nhân, Linh Mộc Nguyễn Đình Thục viết rằng Giáo sứ Sông Ngọc hiệp thông cầu nguyện và góp một tiếng nói phản đối Phóc Mosa và Tập đoàn Cộng sản Việt Nam bán nước. Trong thông điệp thứ ba, họ cộng đồng hải ngoại đóng góp thêm tiền để theo đuổi vụ kiện. Chẳng hạn, John Hoàng Nguyễn nói với BBC rằng, riêng án phí cho phiên tòa này tại Đài Loan đã tốn 30.000 đô la. 8.000 hồ sơ bằng tiếng Việt chuyển sang tiếng Hoa thì người dân lấy đâu ra tiền, khiến lượng tiền phải quyền rất lớn. Sau khi xem xét vấn đề, chúng tôi xin đưa ra hai ý kiến. Thứ nhất, nếu GFF nhiều sức, nhiều tiền thì cứ việc kiện phóc Mosa, chúng tôi rất ủng hộ. Nếu họ thắng kiện, cư dân địa phương sẽ có thêm tiền đền bù và môi trường địa phương sẽ thêm trong sạch. Còn nếu họ thua kiện, thì coi như cánh cờ vàng đã chi tiền để xem một vở kịch đòi công lý, mua vui cũng được một vài chống canh. Tiếc rằng trong trường hợp đó, chỉ có các nhà hoạt động được lợi, chứ cư dân địa phương thì chẳng được đồng cắt nào từ số tiền quyên góp. Thứ hai, phát ngôn của ông Nguyễn Đình Thục đã cung cấp một bằng chứng vững chắc cho thấy giới dân chủ đang khoác vỏ bọc bảo vệ môi trường để tuyên truyền chống nhà nước Việt Nam. Tiếc thay, lần này ông thuộc chửi rập khuôn, chửi như vẹt, khiến người đọc khó bị thuyết phục. Ông vẫn chửi chính phủ Việt Nam bán nước. Vào lúc chính phủ đang đẩy mạnh hợp tác quốc tế, để bảo vệ chủ quyền và tự do hàng hải trên Biển Đông. Thêm nữa, nhìn vào dòng sự kiện, ta sẽ thấy chính công an Hà Tĩnh đã phát hiện nghi cơ ô nhiễm môi trường từ nhà máy Phóc Mô CFFV và Nguyễn Đình Thục chỉ mượn sóng truyền thông từ vụ này để kiếm chắc.